Theo ban chỉ đạo Chính tỉnh, sau thời điểm mở lại các cửa khẩu, hoạt động buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng. Lực lượng phát hiện xử lý gần 580 vụ kinh doanh vận chuyển hàng lậu, hơn 2.000 vụ gian lận thương mại. Hàng hóa nhập lậu nhiều chủng loại mặt hàng, trong đó đường cát, quần áo, giày dép, đồ gia dụng, hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng. Nhập lậu qua biên giới trên địa bàn các huyện biên giới Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường tăng diễn biến phức tạp trong đó đáng chú ý là mặt hàng đường cát. Ngoài ra, tình hình gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng tăng, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, gây bức xúc dư luận và được cử tri quan tâm. Tính đến 8 tháng năm nay, đã phát hiện xử lý 51 vụ về hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021. Để giảm thiểu tình trạng buôn lậu, Ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã thành phố tiếp tục kiểm tra liên ngành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý khi tình hình thị trường, giá cả hàng hóa có biến động.